chùa Giác Long Cổ Tự, thành phố Ngã Bảy. Chùa đang xây dựng còn thiếu kinh phí dở dang, thì hôm nay Dương Hậu có mang 50 đô Mỹ của gia đình Liên Hồng, 1.165.000 hỗ trợ cho chùa mua xi măng để xây dựng tiếp tục. Xin chào cô, hôm nay Dương Hậu có trao 50 đô Mỹ, 1.165.000 của gia đình Liên Hồng á, có gửi cho chùa cúng Tam Bảo tiếp tục mua xi măng. Thì Sướng ơi, trao 1.165.000 cho cô đi trước. Đây là số tiền 1.165.000, xin mời cô. Rồi, cảm ơn Liên Hồng. Dạ. Cô cũng cầu Phật gia hộ cho gia đình Liên Hồng được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi, tiếp tục làm việc công đức để mà có phước thì nó tiêu cái tai, tiêu cái nạn. Dạ. Cái gì cũng qua hết. Như đạo Phật đang cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị. Rồi, cũng cảm ơn cô nha. Cảm ơn Liên Hồng hỗ trợ chương trình này.